Bạn đang hạ giá trị của bản thân vì thiếu ba điều này. Đầu tiên, tuyệt đối đừng bao giờ xem thường chính mình. Hãy cứ tự tin, thoải mái, nói lên cái chính kiến của chính mình. Nếu như chúng ta lúc nào cũng sống trong sự nhút nhát, rụt rè và coi thường chính bản thân của mình, thì chính bản thân mình đã cho phép và chà đạp số phận cuộc đời của mình. Thứ hai, bạn phải có mục đích, có mục tiêu cho riêng mình. Hầu hết con người ta bỏ cuộc, cảm thấy không có động lực trong cuộc sống bởi vì buổi sáng thức dậy không biết tôi thức dậy vì điều gì. Thứ ba, khiêm tốn chưa bao giờ là thừa. Hầu hết con người ta tự cao trong cuộc đời, họ sẽ không thể nhìn thấy được cái hay, cái đẹp của người khác mà học hỏi. Khi con người càng tự cao sẽ tập trung vào bản thân mình quá nhiều. Mà khi người ta chơi với bạn, nếu như lúc nào bạn cũng cho mình giỏi hơn người khác, thì ai xuất hiện trong cuộc đời của bạn để có ý nghĩa? Một bí mật thành công trong cuộc đời là hãy luôn làm tiểu đệ. Khi bạn làm tiểu đệ thì mới có đại ca xuất hiện mà nâng đỡ và giúp cho bạn.